Từ ngày 1 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai sẽ xử phạt chính thức qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Tại các điểm đặt camera, các tổ cảnh sát giao thông tuần tra, chốt chặn, nhận tín hiệu của trung tâm giám sát bằng camera sẽ ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm khi không có chốt, cảnh sát giao thông xử lý thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ gửi phiếu báo vi phạm đến nơi thường trú của chủ phương tiện để xử phạt nguội. Khi gửi phiếu báo vi phạm 3 lần mà người vi phạm vẫn không đến nộp phạt thì sẽ có biện pháp cưỡng chế xử lý theo pháp luật. Có 25 điểm camera trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn thành phố Biên Hòa và các giao lộ nội ô thành phố Biên Hòa đã được lắp đặt. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn địa bàn thành phố Biên Hòa là hệ thống giám sát hiện đại, sử dụng phần mềm tự động mã hóa các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tự nhận dạng biển số, xác định lỗi vi phạm bằng hình ảnh để có cơ sở đưa ra biên bản vi phạm giao thông hoàn toàn tự động với độ chính xác cao. Chiều ngày 30 tháng 8, ô tô tải của cảnh sát giao thông được cho là đang làm nhiệm vụ ở trên quốc lộ 1A, đoạn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ lao ra đường cuốn theo hai xe máy vào gầm. Ba người đã bị hất văng ra, gồm chị Nguyễn Thị Phương Dung, 22 tuổi, chở em họ Trần Thị Thùy Trang, 20 tuổi, và xe máy của anh Võ Tri Bảo, 23 tuổi, Tiền Giang, trong đó chị Dung và anh Bảo bất tỉnh. Nhóm cảnh sát giao thông cùng người dân xung quanh nhanh chóng nhờ ô tô của người đi đường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, một cảnh sát đang ngồi trên xe tải điều khiển không may xảy ra sự cố gây tai nạn. Sau sự việc, cảnh sát giao thông của trạm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, hỗ trợ tiền điều trị và sửa chữa xe máy. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng xử lý. Liên quan tới tình trạng quốc lộ 1 vừa mới nâng cấp mở rộng đã nhanh chóng bị hư hỏng xuống cấp, Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã ban hành quy định tạm thời về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thời hạn bảo hành công trình kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu đưa vào công trình, hạng mục công trình vào sử dụng hoặc cắt đứt theo hợp đồng xây dựng tùy vào từng công trình cụ thể. Đối với các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và các dự án đường Hồ Chí Minh khu vực Tây Nguyên, thời hạn bảo hành là 48 tháng với mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Đối với công trình cấp đặc biệt với cấp 1, thời hạn bảo hành là 48 tháng, mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Công trình cấp 2 thời hạn bảo hành là 42 tháng. Mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Công trình các cấp còn lại có thời hạn bảo hành 24 tháng, mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2 thuộc Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam vừa tổ chức phát động ra quân thực hiện tháng an toàn giao thông khu vực thành phố Hà Nội. Theo đó, các đơn vị sẽ mở đợt cao điểm tuyên truyền thực hiện pháp luật giao thông đường thủy nội địa đến các chủ hàng, bến, thuyền viên và chính quyền cơ sở nơi có cảng, bến thủy, phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông tại các cảng, bến và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là phương tiện thủy chở quá vạch dấu, mớ nước. Theo Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 2 cho biết, địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 151 cảng bến thủy, trong đó 25 bến hoạt động không phép. Từ đầu năm 2014 đến nay, các đại diện cảng vụ làm việc và yêu cầu 892 chủ hàng bến tại 18 tỉnh thành phố phía Bắc chấp hành nghiêm túc việc thực hiện quy định về xếp dỡ hàng hóa lên phương tiện đường bộ, ngăn ngừa vi phạm về chở quá tải trên đường bộ. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong tháng an toàn giao thông và 3 tháng cuối năm 2014 mà Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 2 yêu cầu 16 đại diện cảng vụ cũng như lực lượng Cảng vụ Đường thủy Nội địa trực thuộc tiếp tục bám sát thực hiện.